Nguyễn Thị Tuyết Dung đang là một trong những gương mặt rất sáng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt những năm qua, tiền vệ người Hà Nam đã và đang khẳng định được vai trò của mình ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Trong cái thời kỳ tôi làm, sau này ấy, phải nói là Tuyết Dung là một trong những vị trí rất là quan trọng với đội tuyển, trong đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta. Cô ấy là một cái con người mà có cái nhãn quan chiến thuật rất là tốt, về hai kỹ thuật, phải nói kỹ thuật cá nhân và phối hợp cùng đồng đội. Thế và có những cái bàn thắng mà chúng ta không tưởng tượng được, khi đá phạt góc ấy là giật luôn vào. Thì đấy là một trong những cái người mà rất quan trọng của trong cái thành phần đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam chúng ta. Tài năng của Tuyết Dung là câu chuyện không cần bàn cãi, bởi những gì cô đã đóng góp cho màu áo đỏ của đội tuyển nữ là quá rõ ràng sử dụng. Rõ ràng là Tuyết Dung rất là quan trọng. Chính vì thế là chúng tôi cũng phải là giữ chân cho Tuyết Dung. Thí dụ như thế này, cái trận nào thật quan trọng đấy, và gây cấn thì Tuyết Dung sẽ là đảm nhiệm. Còn những cái trận nào mà chúng ta cảm thấy vượt qua được ấy, thì có thể là không cần Tuyết Dung. Chúng tôi phải tính toán rất là cụ thể. Dù sao chăng nữa thì vị trí Tuyết Dung rất quan trọng như thế, mà nhỡ xảy ra chấn thương thì rõ ràng là rất tiếc. Và đấy là sai lầm của huấn luyện viên. Nên chúng tôi phải tính toán rất là kỹ càng để cho từng trận đấu một, để lúc trận nào đá, trận nào không đá. Khi năm 2011 và bản thân Dung giành được thi đấu giải U19 quốc gia, và bản thân Dung giành được cầu thủ xuất sắc và vô pha lưới, thì đấy là thực sự một cái giải đấu mà khép lại sự thành công. Và khi mình với những danh hiệu cá nhân thì mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, và cũng chính năm trong cái năm đấy bản thân Dung được tập trung đội tuyển quốc gia, và đấy là một cái năm mà khởi đầu cho những cái thành công tiếp theo của mình. Nếu nhìn bảng thành tích này, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ. Đó là những thống kê về các bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của Tuyết Dung. Điều đáng nói ở đây, cô gái này xuất thân là một tiền vệ, nhưng số bàn thắng ghi được cũng không hề kém cạnh những cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Tính tới thời điểm hiện tại, cầu thủ 28 tuổi đã gắn bó với màu áo đỏ tròn 10 năm. Dung tập trung từ 2011 đến bây giờ thì cũng chục năm rồi. Thì mỗi lần lên đội tuyển thì thời gian đầu tất nhiên là rất là bỡ ngỡ, vì lúc đấy là mình là một vận động viên trẻ. Khi lên tập cùng các chị thì cũng rất là sợ và bỡ ngỡ. Nhưng mà dần rồi thì bản thân mình cũng là một trụ cột của đội tuyển. Và bây giờ thì lại là dìu dắt các thế hệ đàn em làm sao để có cái lớp chuyển giao thế hệ tốt nhất ấy. Thì hiện tại trên đội tuyển thì mỗi lần tập trung thì rất là vui vẻ, không khí tập luyện cũng như hòa đồng của tập thể cũng như là cái sự chỉ bảo của Bắc Trung ấy. Và xin được chúc mừng cầu thủ ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Dung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Nguyễn Thị Tuyết Dung đến từ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Người ta hay nói rằng Tuyết Dung là một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, không chỉ bởi có những đóng góp của nữ cầu thủ này với bóng đá nước nhà, mà còn bởi những thành tích của cá nhân cô đã giúp cho hình ảnh của thể thao Việt Nam được vang danh thế giới. Có một sự kiện đã đưa tên tuổi của tiền vệ 28 tuổi nổi tiếng là trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2015. Khi đó, Tuyết Dung ghi đến hai bàn thắng từ chấm phạt góc bằng hai chân khác nhau, điều mà có lẽ chưa có nữ cầu thủ nào làm được tới lúc này. Mình nói một chút xíu về năm 2015 đi, vẫn là hai cái bàn thắng phạt góc bằng hai chân đó, một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Cảm xúc của Tuyết Dung sau bàn thắng đó là như thế nào? Thực sự là cũng rất là vui chứ ạ. Khi mà về phòng hay là tất cả, không những là khi mình vừa ghi bàn xong mà về phòng tất cả mọi người, tự nhiên này nó một kiểu hiện tượng ấy. Ai cũng hỏi thăm rồi, ai cũng quan tâm đến rồi. Tự nhiên TV hay là tất cả tin tức đưa, các báo chí đưa đến thì thật sự mình cũng thấy đấy là một cái rất là vui và cũng cảm thấy rất là tự hào khi ít nhất thì dù là may mắn hay như thế nào đấy thì đấy cũng là một cái kỷ lục mà do chính mình tạo lên. Hai cái bàn thắng đấy là hai bàn thắng mà tôi ấn tượng cực mạnh. Nếu như hai bàn thắng đấy đều được ghi ở một vị trí đá phạt thì đấy đã là một điều bất ngờ rồi, nhưng mà chúng ta biết là nếu mà ở hai cái điểm phạt góc khác nhau thì đấy là điều rất hiếm. Bởi vì chúng ta biết là cứ một trong một đội bóng thì các huấn luyện viên chỉ phân công cho một cầu thủ đá ở vị trí đấy thôi. Ví dụ như là đá phạt góc bên phải thì ai, đá phạt góc bên trái là ai. Nhưng cuối cùng thì Tuyết Dung thì chúng ta thấy là đều có hai quả và ở hai điểm khác nhau. Ở đây cũng phải nói thêm một điều, đấy là sự toàn diện về mặt kỹ thuật. Chúng ta thấy là đá, chúng ta vẫn thường gọi là đá hai chân như một. Bóng đá nữ Việt Nam cho tôi cái tự hào và cái vinh dự, trong đó thì có những cái thành phần
và tôi rất là tự hào và hạnh phúc được làm việc với các bạn. Và Tuyết Dung rõ ràng là đấy là những cái thành phần mà trong đội của chúng ta có cái sự nổi bật như vậy. Thực sự mà nói thì bản thân Dung thì sau mỗi cái kết quả hay thành tích mình nhận được ấy thì hạnh phúc tất nhiên là sẽ rất là hạnh phúc rồi. Vì nó trải qua mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu mình mới đạt được điều đấy. Nhưng mà như bác Trung hay nói là quá khứ lở dở trang, mình phải viết thêm một trang mới. Những cái gì mình nhận được thì mình lấy đấy làm động lực để cố gắng hơn nữa. Và bản thân Dung thì Dung có cái sự tự tin nhất định của mình khi mà mỗi khi bước vào sân, và cái bản lĩnh là mình cố gắng làm sao mỗi trận mình thi đấu thật tốt ấy, sau mình sẽ lấy đấy làm động lực để không bị áp lực vì điều đó. Sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có những cú sút xa như búa bổ, Tuyết Dung khoác chiếc áo số 7 và giờ đây là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh Huỳnh Như hay Hải Yến cho các mục tiêu ở năm 2021. Cũng giống như những gương mặt nói trên, cầu thủ quê Hà Nam nhận được lời mời sang Bồ Đào Nha thi đấu. Nhưng những trách nhiệm của một viên chức tỉnh đã vô tình trở thành rào cản khiến cô mất đi cơ hội nâng tầm chuyên môn. Chuyện Tuyết Dung tất cả dừng lại rồi và Tuyết Dung đã 100% toàn tâm toàn ý cho Hà Nam rồi. Hơn nữa em là một cán bộ biên chế được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và lãnh đạo trung tâm, và em đã là người biên chế rồi thì nó có nhiều vấn đề mà em cần phải thử thách ở trong quá trình là viên chức. Thực sự mà nói thì bây giờ bản thân Dung là một kiêm vừa là cầu thủ vừa là một huấn luyện viên, thì song song với bản thân mình thì có hai nhiệm vụ, và kể cả nếu mà đi là một cơ hội tốt nhưng mà không đi thì mình cũng ở lại, có thể mình dẫn dắt được các thế hệ trẻ, và bên cạnh đó mình cũng làm công tác huấn luyện giúp đội bóng. Cái bóng đá nữ của chúng ta thì cái đào tạo rất là lâu và rất là khó, phải nói thẳng như vậy. Bao nhiêu năm rời với đào tạo một vận động viên tốt. Thế, tại vì cái đào tạo nữ của chúng ta cũng còn nhiều cái hạn chế, hoặc là cái tham gia phong trào bóng đá nữ của chúng ta còn rất ít. Thì chính vì thế mà rất là ít những cái gương mặt nổi trội hoặc gương mặt tốt để có góp mặt trong đội tuyển nữ chúng ta. Và nếu một trong những vận động viên đấy mà vắng mặt hoặc là không thi đấu thì rõ ràng là cái thiệt thòi lớn cho bóng đá nữ chúng ta. Sang một môi trường như Bồ Đào Nha thi đấu rõ ràng là điều mà các cầu thủ mơ ước từ lâu. Chắc chắn là sẽ có những sự tiếc nuối, nhưng sau cùng cuộc sống ổn định bao giờ cũng là điều quan trọng hơn. Ở Việt Nam, xu hướng của mỗi cá nhân đều là có một công việc ổn định, tìm được tài chính đủ để lo cho gia đình, chứ không phải là chọn một thứ may rủi ở trước mắt. Có lẽ, việc sang Bồ Đào Nha thi đấu khi mà năng lực vẫn chưa thực sự sánh được với những cầu thủ chất lượng của nước bạn cũng là một điều may rủi như thế. Vì sang một môi trường cao hơn, cấp độ cao hơn thì có thể cái bản thân Dung thì cũng chưa có cơ hội vượt qua, nhưng mà Dung nghĩ là một cái môi trường ở bóng đá Bồ Đào Nha nó sẽ cao hơn mình, và Dung bỏ lỡ, nhưng mà nếu mà Dung được đi thì sẽ là cơ hội để mình học hỏi ở cái nền bóng đá phát triển hơn. Không được đi thì bản thân mình cũng ở đội, ở câu lạc bộ hay đội tuyển thì mình sẽ cố gắng để làm sao đạt được cái phong độ tốt nhất của mình ấy. Và Dung nghĩ là nếu đi được thì cũng có mặt tốt, và không đi được cũng có mặt tốt của nó. Nói như vậy không có nghĩa là Tuyết Dung không có năng lực, bởi hãy nhìn những tấm gương như Công Phượng, Xuân Trường với những cơ hội tương tự. Kết quả là họ đã phí hoài những năm tháng mà đáng ra họ được duy trì phong độ bằng cách thi đấu thường xuyên ở V-League. Không phủ nhận, việc bóng đá nam ở Hà Nam rồi ở cả đội tuyển quốc gia là một điều rất rõ ràng rồi, em có thể nhìn thấy. Từ cái vai trò vị trí trụ cột đấy thì cơ hội nó đến với mình nhiều hơn. Vậy thì không biết là lý do vì sao mà bạn lại không lựa chọn quyết định là sang Bồ Đào Nha thi đấu, có khó khăn gì không? Cái chuyện đấy thực sự là nó cũng qua được khoảng mấy tháng rồi. Khi mà Dung đưa ra quyết định thì nó cũng có rất nhiều yếu tố, và đấy là một quyết định mà có thể nói là Dung nghĩ là cần thiết lúc này ấy. Vì bản thân Dung không những bây giờ là chỉ là một vận động viên ấy, bản thân Dung cũng kiêm một huấn luyện viên, và đấy là cũng là có sự tạo điều kiện rất là lớn của lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng như là tất cả thầy cô dành cho Dung, và để đưa ra một quyết định đấy, và Dung nghĩ là nó là một cái sự cần thiết lúc này. Và nếu cái đúng là cơ hội mà đi nước ngoài cũng như là Bồ Đào Nha ấy, có thể là một đời vận động viên chỉ có một lần, nhưng mà Dung không hối hận vì điều đó. Đúng là Phong Phú Hà Nam là nơi nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Cầu thủ này bén duyên một cách rất tình cờ với đội bóng, và dĩ nhiên là không thể quên những ngày đầu tiên của sự nghiệp.
Chỉ ghi bàn thắng và mình nhìn đấy là mục tiêu để mình phấn đấu. Thời năm 2018 là giành chức vô địch, nhưng mà phải nói cái thời đỉnh cao của chị em là nó phải khoảng 2014-2015. Dung với tất cả mọi người cũng đã bỏ lỡ rất là cái nhiều giải mà mình đã nghĩ là có thể chạm tay vào chức vô địch mà lại bị tuột mất. Và đấy có thể nói là những cái kinh nghiệm mà quý báu dành cho mình ấy. Và đến tận 2018 khi mà phải nói là vỡ òa, tất cả chị em sung sướng ôm nhau khóc ấy, vẫn nhớ mãi cái trận đấu mà cuối cùng gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1 ấy, tại sân vận động Thống Nhất ấy. Tất cả thi đấu nói chung là thi đấu bằng hết sức mình và 200% sức. Thời gian dần qua, những khó khăn và vất vả đã không ngăn cản được niềm đam mê của cô gái trẻ tuổi. Không phụ sự kỳ vọng của ban lãnh đạo, Tuyết Dung dần trở thành một nhân vật chính của bóng đá Hà Nam. Tới nay, đã 15 năm tập luyện và thi đấu, nữ cầu thủ này đã được ghi nhận với phần thưởng lớn là xét tuyển đặc cách viên chức làm công tác huấn luyện các lứa trẻ của đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam. Dung nghĩ thì trước tiên thì mình cũng khá là ổn định, khi mà sau này có thể là mình giải nghệ không thi đấu nữa thì mình sẽ chuyển sang công tác huấn luyện, và đấy cũng là một cái lợi thế còn lớn, rất là lớn dành cho bản thân Dung, khi là mình đã từng là một vận động viên rồi ấy. Khi mình chuyển sang một công tác huấn luyện thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi mình là vận động viên thì mình chỉ lo cho bản thân mình, làm sao cố gắng ra sân tập luyện tốt, và tất cả mọi thứ là mình chỉ nghĩ bản thân mình, và thứ hai là vào đội. Nhưng mà khi mình đã một trên vai trò một huấn luyện viên rồi thì mình không những về bản thân mình phải tốt mà mình phải quan sát tất cả các chị em trong đội, làm sao để giúp cả các em ấy nữa để cùng đi lên, để có một cái thành tích tốt nhất. Trong thời gian tới, với vai trò là một huấn luyện viên, sẽ có những trọng trách nặng nề hơn được gánh trên vai của Tuyết Dung. Tuy vậy, với kinh nghiệm và những gì mình có, cô gái này đang tự tin để góp sức vào công cuộc nâng cao thành tích của đội bóng quê hương. Bóng đá nữ Việt Nam đã và đang dần được quan tâm nhiều hơn, được đầu tư nhiều hơn kể từ những thành tích ấn tượng năm 2019, trong đó có cú đúp huy chương vàng ở AFF Cup và SEA Games 30. Những điều này đang tạo đà cho các cầu thủ nữ, trong đó có Tuyết Dung, phát triển nhiều hơn và đứng trước những cơ hội được nâng tầm chuyên môn ở các đấu trường quốc tế. Từ bao lâu nay, người ta vẫn dành sự quan tâm, theo dõi và nhìn nhận vào những thành tích của bóng đá nam mà quên rằng các cô gái vàng trong màu áo đội tuyển mới là những người mang nhiều vinh quang quý giá về cho thể thao nước nhà. Viết tiếp những kỳ tích, Nguyễn Thị Tuyết Dung cùng bao đồng đội nữ vẫn lặng lẽ đổ mồ hôi tập luyện với niềm ấp ủ, giấc mơ đưa bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup trong tương lai không xa.